Đố hai Trung Thu có cái gì? Trung Thu có Múa Lân và chị Hằng và chú Cuội. Thì sao hai biết vậy? Ờ, tại hai lớn mà sao hai không biết được? Mẹ, mẹ có biết Trung Thu không? Biết chứ sao không, mẹ biết nhiều lắm luôn á. Giờ mẹ kể cho Na với hai nghe nha. Dạ. Trung Thu là Tết đoàn viên, là dịp để cả gia đình quây quần bên nhau sau những ngày làm việc vất vả. Tết Trung Thu không những là dịp để các con vui chơi, rước đèn bên mâm cỗ, mà còn là dịp để con sẻ chia yêu thương, san sẻ và giúp đỡ những người xung quanh nữa đó. Mẹ, mai mình làm bánh Trung Thu nha. Mai mình biếu các bác, mình biếu cho ông mùa, mình biếu cho bảo vệ, mình biếu cho các cô của con. Niềm hạnh phúc trong đời, nụ cười hơi ấm nụ